Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh bà nội Emily. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi như thế này nhé. Túi có cái dáng hình tròn tròn như này, chiều cao này, cả cái quai mới được một gang tay, cả cái chiều này cũng thế này. Mình trang trí lên đây một bông hoa và túi có cái khóa kéo như thế này. Có cái quai tròn tròn này. Nhìn rất là xinh. Cách móc rất là đơn giản. Các bạn yêu thích cái sản phẩm này, mời các bạn vào làm cùng với mình cho vui nhé. Về phần chuẩn bị rất là đơn giản. Các bạn có thể chuẩn bị len sợi tùy ý nhé. Mình có cái cuộn sợi Simply này còn một ít như này. Mình sẽ sử dụng để móc cái túi này nhé. Và kim móc mình chuẩn bị là kim với cái đầu là 3.0mm. Và các bạn cần chuẩn bị một cái kéo hoặc là cái kéo bấm chỉ đơn giản như thế này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên các bạn cầm sợi lên tay. Các bạn cầm vào hai ngón tay như thế này. Các bạn cuốn quanh vào cái ngón tay trỏ rồi kẹp ngón út lại. Bên tay thuận của các bạn cầm kim và đưa kim vào cái ngón tay trỏ đi qua cái vòng tròn trên ngón tay, kéo cái sợi lên. Sau đó các bạn móc vào đây một mũi đầu tiên. Mũi này chúng ta chưa được tính nhé. Tiếp tục các bạn này quay kim móc và móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nhé. Mũi thứ nhất này, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ 5 và mũi thứ 6. Bây giờ chúng ta đưa kim vào cái mũi đầu tiên nhé, rồi hãy rút cái vòng tròn nhé. Nếu các bạn rút cái vòng tròn trước ấy, thì các bạn sẽ rất là khó kéo cái mũi này. Bây giờ chúng ta kéo qua một mũi. Đó. Kéo qua một mũi trượt hết. Bây giờ chúng ta mới rút cái vòng tròn này lại này. Cầm cái sợi dây này, các bạn rút cái vòng tròn này cho nhỏ bớt lại này. Đó. Sau khi cái vòng tròn nó đã khép vào như thế này, các bạn cho nó khép chặt thì các bạn kéo cố nhé. Bây giờ nó được cái vòng tròn như thế này với cái 6 cái mũi móc. Các bạn móc sang hàng thứ hai nhé. Lên hàng thứ hai các bạn móc vào cái chân bên cạnh này. Cái chân thứ 1 này, 2, 3, 4, 5 và 6 mũi này. Các bạn đưa vào cái chân thứ nhất này này. Các bạn móc 2 mũi móc đơn chung vào một chân nhé. 1, 2. Rồi sang cái chân mũi bên cạnh nhé. Chúng ta lại móc 2 mũi móc đơn chung vào một chân. 1, 2. Tiếp tục sang mũi bên cạnh nhé, chúng ta cũng móc 2 mũi móc đơn chung vào một chân. Tổng cộng từ 6 mũi, bây giờ chúng ta móc xong hàng này chúng ta sẽ được 12 mũi móc đấy. Các bạn chưa quen các bạn phải đếm nhé. Ví dụ các bạn đếm thì các bạn đếm thế này này, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 mũi này thì ở đây này. Thế bây giờ lên hàng tiếp theo, tức là hàng thứ 3 thì chúng ta móc vào cái mũi đầu tiên đây. Đấy. Chúng ta móc lên một mũi móc đơn. Sau đó các bạn đánh dấu vào nhá. Các bạn lấy một cái miếng, lấy cái đồ đánh dấu ấy, các bạn đánh dấu vào hoặc là một sợi len khác màu gì đấy. Tiếp tục sang mũi kế tiếp, chúng ta lại móc 2 mũi móc đơn chung chân. Sang mũi kế tiếp chúng ta móc 1 mũi đơn. Mũi kế tiếp chúng ta móc 2 mũi đơn chung chân. Tiếp tục chúng ta lại móc 1 mũi đơn. Rồi lại đến 2 mũi đơn chung chân. Tức là chúng ta sẽ phải móc là một đơn và
hai đơn chung chân như thế 6 lần liên tiếp. Hai đơn chung chân. Một đơn. Sau này hai đơn chung chân. Ra đến đây chúng ta lại móc một đơn. Rồi lại đến hai mũi đơn chung một chân. Bây giờ đến cái đánh dấu, tức là ta đã lên hàng kế tiếp ấy, lên hàng kế tiếp ta móc ngay vào cái chân mũi đánh dấu nhé. Và trước khi móc chúng ta lại buông cái đánh dấu ra này. Các bạn nhìn rõ cái mũi ở cái đánh dấu chưa? Đây. Đi nhá. Các bạn lại móc vào đây một mũi, móc đơn thứ nhất. Thì chúng ta lại đánh dấu vào. Tiếp tục sang mũi đơn thứ hai, chúng ta vẫn móc mũi đơn. Và ở mũi đơn thứ ba thì chúng ta tăng mũi nhé. Chúng ta móc hai mũi đơn chung vào một chân. Tiếp tục ra đây chúng ta móc một mũi đơn. Rồi lại đến một mũi đơn nữa. Tiếp tục sang mũi thứ ba chúng ta lại tăng một mũi, tức là móc hai đơn chung chân. Đó. Sang mũi kế tiếp chúng ta lại móc một mũi đơn riêng ra này. Sang mũi kế tiếp chúng ta lại móc một mũi đơn tiếp này. Sang mũi kế tiếp chúng ta lại móc hai mũi đơn chung chân. Và cứ như vậy chúng ta lặp lại cho đến hết cái hàng này nhé. Một đơn này, hai đơn này, sau đó đến hai đơn chung chân này. Tiếp tục là một đơn này, hai đơn này, rồi đến hai mũi đơn chung chân. À, ở đây chúng ta lại còn có ba mũi, chúng ta lại móc một đơn này, hai đơn này, rồi hai đơn chung chân. À, bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong 1, 2, 3 và 4 hàng móc. Bây giờ chúng ta phải lên thêm một hàng móc nữa nhé. Thành 5 hàng móc nhé. Bây giờ lên hàng kế tiếp. Chúng ta móc vào cái chân mũi này. Cái chân mũi đánh dấu này. Bây giờ chúng ta lại buông cái mũi đánh dấu ra. Chúng ta lại móc vào cái chân mũi đánh dấu đây. Một mũi móc đơn. Rồi đánh dấu vào. Ở hàng này mình móc cho nó tròn nhé, nó không bị cạnh nhé. Thì chúng ta tăng mũi ở đây luôn này. Đó. Mũi thứ hai chúng ta móc hai mũi đơn chung chân. Hai mũi đơn chung chân. Rồi đến mũi thứ ba ta lại móc một đơn này. Tiếp tục. Hai mũi đơn riêng ra này. Đấy. Mũi kế tiếp chúng ta lại móc một mũi đơn này. Đấy. Mũi kế tiếp chúng ta lại móc một mũi đơn tiếp này, tức là ba mũi đơn rồi mới lại đến một mũi tăng. Mũi tăng thì chúng ta móc hai mũi đơn chung vào một chân như thế này, hai đơn chung chân, sau đó là ba mũi đơn riêng rồi nhá. Một đơn, hai đơn, rồi ba mũi đơn riêng biệt ra. Tiếp tục mũi kế tiếp chúng ta lại móc một mũi tăng. Đó. Ra đây chúng ta lại móc một mũi đơn, hai mũi đơn riêng, ba mũi đơn. Sau đó đến mũi thứ tư chúng ta lại móc một mũi tăng, tức là hai mũi đơn chung chân. Rồi đến một đơn, hai đơn, ba đơn, rồi lại đến hai mũi đơn chung chân. Và tiếp tục chúng ta lại móc cho đến hết nhé. Mỗi một chân móc ta móc một mũi móc đơn cho ba cái mũi liền nhau, sau đó mới đến mũi thứ tư chúng ta tăng một mũi, tức là móc hai mũi đơn chung chân. Và bây giờ chỉ còn có hai mũi ta móc hai mũi đơn.
hai mũi đơn rời ra. Vậy là ta đã móc xong cái hàng móc thứ 5, 1, 2, 3, 4 và 5 hàng. Bây giờ ta bỏ cái đánh dấu ra. Ta đi kim vào cái mũi đánh dấu vừa rồi, chúng ta kết mũi bằng một mũi móc trượt nhé. Đi vào đây, ta kết thúc cái hàng móc bằng mũi móc trượt. Chúng ta chỉ cần móc một miếng nhỏ thế này thôi. Nếu các bạn muốn làm cái túi to hơn, các bạn làm cái vòng tròn này to hơn nhé. Và chúng ta cần phải móc ra hai cái vòng tròn như thế này. Và đây mình đã có thêm một cái vòng tròn giống nhau như thế này. Và tiếp tục chúng ta móc lên đây cho mình là 19 mũi móc xích nhé. 2, 3, các bạn đưa kim này, rồi kéo lên này, đây gọi là mũi móc xích. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 mũi móc xích. Sau khi móc xong được cái dây xích dài 19 mũi móc, chúng ta xác định cái mặt phải này, ở đây bên này cũng là mặt phải ở đây này, thì chúng ta úp hai cái mặt trái vào với nhau nhé. Thì chúng ta đi kim vào đây. Đây cái dây xích các bạn không để nó xoắn nhé. Các bạn đưa kim vào đây, đưa vào mũi nào cũng được nhé. Chúng ta đưa vào cái phía đối diện như thế này. Rồi chúng ta rút qua một mũi. Mũi này chúng ta rút trượt luôn nhé. Này, kéo hết lên. Mũi này chúng ta gọi là mũi móc trượt đấy. Kéo lên như thế này. Rồi chúng ta quay sang đây nhé. Quay qua đây luôn. À, quay qua đây luôn. Chúng ta móc vào đây một mũi móc. À, như thế này. Sau đó các bạn quay kim lấy mũi giả, chúng ta móc vào ngay vào cái chân bên cạnh thế này. Kéo lên một mũi và rút hết. Mũi này chúng ta gọi là nửa kép. Và tiếp tục chúng ta lại lấy mũi giả như thế này. Lấy mũi giả rồi đưa kim vào cái mũi bên cạnh này. Đấy. Chúng ta lại móc một mũi nửa kép tiếp theo. Và lại một mũi nửa kép tiếp theo. Và cứ như thế này. Chúng ta móc hết cái hàng móc này nhé. Các bạn vừa móc vừa đếm này. 1 này, 2, 3 này. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mũi. Sau khi móc xong được 18 cái mũi móc nửa kép như thế này, các bạn đưa kim vào cái chân móc như thế. Đấy nhá, cái mũi đầu tiên chúng ta đưa ở đây nhá, thì chúng ta đưa kim vào cái chân thứ hai này, chúng ta kéo một mũi móc trượt. Đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong một cái hàng dây như thế này để kết nối hai cái vòng tròn này vào nhau và mặt phải nó ở trên như thế này nhé. Tiếp tục các bạn lên cho mình một mũi móc xích như thế này. Các bạn xoay miếng móc trở lại như thế này. Tiếp tục các bạn lấy mũi giả rồi đưa kim vào cái mũi thứ hai nhé. Cái mũi đầu là cái mũi chúng ta lên hàng đây. Và chúng ta đưa kim vào cái mũi thứ hai như thế này. Chúng ta kéo và rút một mũi. Mũi này lại là mũi nửa kép tiếp theo. Mũi thứ nhất này. Mũi thứ hai này. Mũi thứ ba này. Chúng ta lấy sợi bằng một nửa mũi thế này nhé. Này, mũi thứ tư này. Và tổng cộng chúng ta cứ móc ở phía đằng sau này và lấy từ một sợi như này nhé. Chúng ta móc xong 18 mũi móc thì là hết hàng nhé. Các bạn vừa móc vừa đếm. Lấy nửa mũi ở mặt sau này.
Đấy, sau khi móc xong được 18 cái mũi móc, chúng ta lại đi kim vào cái mũi kế bên nhé. Đây, mũi này là mũi thứ nhất đây này, và mũi thứ kế bên ở đây. Chúng ta đưa kim vào cái mũi kế bên như thế này. Chúng ta lại kéo một mũi trượt. Này, trượt hết lên. Sau đó chúng ta lại lên một mũi móc xích. Rồi lại quay miếng móc trở lại như thế này. Chúng ta lại móc vào mặt sau nhé, vào cái miếng, vào cái nửa mũi sau này, và lại quay kim lấy mũi giả rồi móc vào nửa mũi sau. Những mũi móc nửa kép như thế này, và tổng chúng ta cần phải móc vào cái dây này là 18 mũi nhé. Một rồi này, hai, ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, đây mình đã móc đến mũi thứ 18. Và bây giờ chúng ta lại đi kim, đưa kim vào cái mũi bên cạnh nhé, như thế này. Chúng ta kéo qua một mũi móc trượt. Đó. Và bây giờ chúng ta lại ra một mũi móc xích như thế này, rồi lại quay miếng móc ngược lại. Để chúng ta lại lấy mũi giả, chúng ta lại móc vào cái mũi thứ hai nhé. Đây. Cái mũi thứ nhất đây là cái chân mũi chúng ta lên, thì chúng ta móc vào mũi thứ hai như thế này. Và bây giờ chúng ta ở cái hàng này vẫn móc vào cái phía mặt sau nhé, và chúng ta móc 18 mũi, móc đủ 18 mũi thì chúng ta dừng lại. Đây mũi thứ nhất rồi này, mũi thứ hai. À, các bạn móc đủ 18 mũi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mũi. Và bây giờ mình lại kết hàng bằng cái mũi móc trượt vào cái mũi bên cạnh. Đây, đi kim vào hai cái sợi dây như thế này. Đi qua hai cái sợi dây như thế này, kéo một mũi móc trượt. Và bây giờ chúng ta lại lên một mũi móc xích. Và lại móc giống như cái hàng móc ở bên trên này nhé. Chúng ta lại móc vào cái nửa mũi đằng sau này, vào cái mũi thứ hai này, và móc một mũi nửa kép, rồi lại đến nửa kép tiếp theo, và cứ thế 18 mũi chúng ta thực hiện vào cái dây bên này. Đó. Bây giờ các bạn cứ thêm móc đi nhé. Và đây, sau khi móc xong 18 cái mũi móc, chúng ta lại kết hàng vào cái mũi bên cạnh
cứ liên tục như thế nhá. Và mũi bên cạnh. Bây giờ trước khi lên hàng chúng ta lại móc một mũi móc xích, rồi lại quay miếng móc trở lại như thế này. Đấy. Chúng ta lại lấy mũi giả và lại móc vào cái mũi thứ hai và tiếp tục lại 18 mũi móc tiếp. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 và mũi thứ 18. Chúng ta lại kết hàng bằng một mũi móc trượt vào cái mũi bên cạnh như thế này. Đây. Đây nha, mũi đây. Đây. Kết vào mũi bên cạnh, kéo một mũi móc trượt. Đây, lại lên một mũi móc xích và cứ như thế các bạn móc nhá. Đây, lại là mặt trái này. Xong, lát nữa mình lại lật qua mặt phải này. Đây. Xong lại móc vào mũi thứ hai này. Và cứ như thế các bạn lặp đi lặp lại nhé. Đây mình đã móc đến mũi thứ 18 và lại kết hàng bằng một mũi móc trượt vào đây nhé. Và bây giờ các bạn cứ móc đi nhé. Và đây mình đã móc đến mũi thứ 18. Lại đưa kim và kéo rút một mũi. Và chúng ta cứ thế móc đến khi chừa ra còn 2, 4, 6, 8, 10 mũi thì chúng ta dừng lại như thế này nhé. Ở đây chúng ta mới kết thúc hàng móc bằng một mũi móc trượt sang bên đây và giấu cái sợi chỉ đi, giấu cái sợi này đi. Và các bạn đếm ở bên phía đối diện của cái miếng hình tròn cũng là còn 10 mũi nhé, để cho nó cân nhé. Các bạn giấu ở phía bên trong nhé. Bây giờ chúng ta làm quai. Về phần làm quai, chúng ta có thể sử dụng cái dây quai trong như thế này. Các bạn cuốn quanh vào cái dây quai trong. Cái sợi tùy ý, màu sắc tùy ý nhé. Các bạn đo này. Đấy. Bạn có cái vòng tròn có sẵn đây thì các bạn cho vào đây. Sau đó chúng ta ghim chắc vào đây. Ghim chắc vào đây và ghim vào cái thân túi này. Thì cái túi chúng ta lúc nào cũng đứng như thế này. Đây, các bạn cuốn vào như thế này nhé. Xong rồi quanh vào vòng tròn. Đây mình cuốn cái màu này. Cuốn xong rồi mới quanh nhé. Quanh vào vòng tròn để cho nó vừa với này, cái túi này mình cắt đi một ít thì mới vừa.
Bây giờ chúng ta chỉ cần đính vào thế này. Chúng ta dùng kim chỉ này, chúng ta khâu cái phần quai này vào với phần thân nhé. Các bạn đính sao cho nó chắc là được. Bây giờ đến phần miệng túi, các bạn có thể dùng cái cúc bấm như thế này này, cái cúc có cái nam châm ấy, các bạn đong nó vào. Cái này sử dụng rất là dễ này, hoặc là các bạn có thể sử dụng cúc bấm. Cúc bấm nó có như thế này thì các bác chỉ việc khâu nó vào cái phần giữa thôi, khâu rồi đong nó vào này rất dễ này. Hoặc là các bạn có thể sử dụng khóa, ví dụ các bạn dùng khóa thì các bạn khâu cái phần khóa này vào miệng nhé. Chúng ta dùng cái đầu đuôi này cho vào đuôi đây. Này mình sẽ khâu vào đây. Đưa cái này vào bên trong này. Trước tiên chúng ta cũng lược trước. Lược thành đường thẳng nhé, kệ cái phần cong này nhé. Đây, chúng ta lược vào cái phần thẳng này. Phần này chúng ta đưa xuống dưới này. Đưa xuống dưới, đưa vào đây. Chiếc khóa sẽ êm. Cái này quay sang ta khâu bên kia. Sau khi khâu được xong thì mình kéo thử xem nó có cân không. Đó. Cân rồi thì bây giờ chúng ta mới khâu thật nhé. Bây giờ mình đi khâu thật. Và bây giờ chúng ta cứ khâu từng mũi một thôi. Đây là mình đã hoàn thành xong chiếc túi với đầy đủ khóa kéo này. Và dây quai. Bây giờ chúng ta có thể trang trí lên trên cái mặt trước như thế này. Một bông hoa. Bạn có thể trang trí bông hoa này. Màu này hoặc là màu này.
Vậy là chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn có gặp khó khăn gì khi móc thì cứ viết vào phần bình luận, mình sẽ giải đáp sớm giúp các bạn nhé. Và các bạn muốn trang trí cái bông hoa này thì ở trên kênh của mình cũng có chia sẻ rồi đấy nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo từ mình. Xin chào.